Hello quý vị và quý bạn, buổi chiều nay thì mình sẽ giới thiệu đến quý vị và quý bạn là một chiếc đẩy của EV, mã của nó là 7600. Thì chiếc đẩy này nó về cùng với loa. Thì hôm trước thì mình tháo ra để đây để thịt bụi với cả quay lát, nhưng hôm nay mình có thời gian đấy, tại vì là nó hơi bẩn, tại vì hôm qua ở đây là người ta quan viếng nên là nó bắn và bắn hết cái nước đá đấy, bột đá nó vào đây được đấy. Thì hôm nay thì mình cũng chỉ có qua là cũng kệ, chả ảnh hưởng gì đâu. Đẩy 7600 EV hàng của Mỹ nhá. Đó, made in USA. Đây là brick và cổng bình thường. Đây những cái đắc đó, các bạn nhìn cái đắc nó thích rồi. Đắc đầu vào nó thẳng bị nó không phải nghĩ luôn. Đây là đắc ra loa này, hai vế này. Còn đây là đánh brick. Đấy. 600W 4 ohm. Đấy. Điện là 50V mới nhá. Còn là mắc loa nó là 1200W 8 ohm brick, tức là 2 pin tuần 1 đấy, 8 ohm. Còn đó là 1200W nhá. Đấy. Thì máy này là mình nói luôn, nó chạy 32 xò Motorola, 32 xò nhá, chạy 32 xò Motorola. Đây là máy của nó bị bắn cái ấy mà nó bẩn, nó lâu thì nó sạch ngay, mà thịt thì nó sạch ngay không. Đây mình quay luôn, nó dính bẩn quá, nó mình bên kia thì nó còn viếng, nó bắn cái nước ấy vào. Không sao đâu, quan trọng là máy này đẹp, mới, chất lượng là chính, và bụi bẩn mình lau qua là ok thôi. Chạy 32 xò sắt, xò Motorola đó nhá. Xò Motorola. Hai cái tòa đâm vào nhau. Đây bác đếm trở ra ngay này. 1 này, 2 3 4 này. 1 2 3 4 này. Cái mặt trên mặt dưới ấy. Mặt trên mặt dưới. Thì nó sẽ là mặt trên mặt dưới nó là 8816 hai bên là 32. Đó. Các bác hiểu. Mày có nhìn khe này. Đấy, có nhìn được hai đấy, hai con thỏ đấy. Tức là trên dưới hai bên. Còn tổng là 32 thỏ. Con này nguồn cực khủng luôn, nguồn chữ U to khủng khiếp luôn các bác. Đó. Các bác xem thì mình sẽ báo giá luôn cho các bác ạ. Giá thì hiện tại bây giờ bên phía mình đang bán cho con này cho các bác là 12.500.000 bao ship. Hàng cực chất luôn, hàng của EV các bác biết thương hiệu rồi. 12 triệu bao ship cho các bác. 12.500.000 xin lỗi các bác, 12.500.000 bao ship cho các bác. Hàng cực đẹp luôn. Đó. 12.500.000 bác nhé. Nói chung là nó mới lắm, đằng sau thì nó mới rồi. Còn đằng qua là nó bị kia bên kia của hàng tiếng. Thành ra là nó dính rất bùn bặn vào. Thì những người lau qua thôi. Đó, bác là có nhu cầu lấy để EV. Mà chơi những cái con xưa những đôi loại EV hay chơi loại VB nó tiếng nó lại cực mềm và sâu rồi. 7 mã 7600 nha, chạy 32 xò. Không tăng nguồn không? Nhìn thấy nó đẹp, con mềm bặn bặn. Chất âm của bác hủy của Mỹ đã rồi, và bác phải rất hợp lý, 32 cò mà giá 12.500.000 thôi. Đó, nếu bác là có nhu cầu lấy những ngân đẩy EV thì liên hệ với Tiến BB theo số điện thoại là 0948 388 448, xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến BB ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đó, này các bác nhìn như đây rắc của Mỹ này, thì nó khác với cả những cái hàng vớ vẩn rồi. Tưởng còn ốc luôn các bạn nhé. Đây, nó bắn cái bản bắn lắm, lau sạch đấy, lau sạch ngay đây. Đấy, lau thì cũng sạch. Vâng, nếu bác là có nhu cầu lấy những con đẩy 7 tháng này có một con thôi, nếu bác là lấy thì liên hệ mình đến BB sớm, tại vì cái đồ này rất ít, đẩy EV rất ít, đa số những cái hàng 16 tò thôi, hàng 32 tò rất ít. Các bạn nào có nhu cầu lấy thì là liên hệ sớm với bên em để được những cái chiếc đẩy đẹp và tốt nhất.
giá là 12 triệu 100 bao ship toàn quốc được bác. Vâng, các bạn thấy video hay thì bấm like chia sẻ cho Tiến BB để được nhiều bác trên mọi miền Tổ quốc được biết đến cửa hàng Tiến BB hơn. Vâng, và bên xin cảm ơn các quý vị và quý bạn.